Good night. Okay. Oh, okay. Hello. Em lại thế nữa. Quá đẹp luôn. Thì em cứ chụp đi. Em kiếm tác phẩm của anh nè. Đứng đây chụp đâu cần đi đâu nắng gì cho mặt. Dĩnh máy, dĩnh bỏ tay. I'll send you an email. Yeah. And you'll connect with your wife. Yeah. I'd like to stay in touch. Alan is my name. Yeah. Nice Alan. To meet you. Yeah. Tự mình bay cho mình thôi. Em quay cho anh giọng luôn. All right. Wow, nè tấm nè mới đã. Thank you. You like it? Go here. Very nice. Nè 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 nè, em chụp ảnh anh giống nè. How many? This is my wife. Pleasure to meet you. How many people in the society? Oh, great. Thank you. Thank you. Okay. Okay. Nice to meet you. Thank you very much. Yeah. Thank you, Anna. And the name is. Oh, good. Yeah, take a picture of the two of us. Yeah. Right. And then send it to me. I'll send you my name. Yeah. One more. Thank you.
We'll see you again. Yes. Thank you very much. I'll send you my email address. Thank you. Bye. Nice to meet you. You sure? Okay, thank you. You're welcome. Chúng tôi VNUSBA, Joseph Hòa xin kính chào tất cả các bạn ảnh gần xa. Ngày hôm nay giữa tuần tháng 7 năm ở khắp nơi, cứ đến mùa sen thì kéo nhau về đây để ghi lại những hình ảnh của một mùa sen nở. Và cũng ở đây những họa sĩ, những nghệ nhân, những nghệ sĩ cũng đến đây để thăm viếng cái vườn sen. Bây giờ là 10 giờ thì nắng đã lên gắt rồi. Thường thì buổi sáng 6-7 giờ thì rất là đông nơi đầm sen này. Và ngày hôm nay chúng tôi ghi lại những hình ảnh này để gửi đến các bạn ảnh gần xa để biết được rằng tại đất nước Hoa Kỳ thứ nhất và tại thủ đô Washington DC cũng có hoa sen, và sen bên này rất là đa dạng,
rất là đẹp. Xin giới thiệu đến các bạn. Rồi em đứng như đây em giới thiệu. I'm sorry. That's all right. Да, но видишь, что тут воды. Смотрите, слушайте, вот если я стану, они вот на меня. Thank you.